Xin chào cả nhà, chào các bạn ta cha hào. Thì hôm nay mình với chị mình lại cái chỗ này, cái thai thiện sanh lại chỗ mà ở vô đây. Nếu mà vô đây là phải qua đêm nha cả nhà. Duyên Quy ở chai lì men hình ta. Cho gì mình giao xin lì men giao co dê à. Nếu vô trong đó là mình phải ngủ qua đêm. Ở trong đó là mình qua đêm thì mình phải đặt chỗ ngủ hen. Thì bây giờ hiện mới tới chỗ rồi cả nhà. Thì bây giờ hiện đi vô phía trong cả nhà. Đây là mới tới cái cửa thôi. Nếu mà mình qua cửa thì mình phải mua vé ha. Nếu một chiếc xe thì 100, còn nếu người lớn thì 150. Thì ai muốn vô trong đó đi vòng vòng, nó đi khoảng 2 ngày nó mới hết chỗ cả nhà. Thì hiện đi vô trong đó, hiện quay cảnh ở trong đó, hiện chia sẻ cho cả nhà nha. Các bạn, cái đường này rất là đẹp luôn cả nhà ơi, hỉnh mẹ. À, thì hiện quay cái đường mà lên núi cho cả nhà cả nhà. Cái này giờ đi đâu chị? Còn mình xin sầm hộ nè. Giờ mình lại cái ở trên núi này. Ở trên núi này nó có cái hồ các bạn. Thì cái hồ này thì mình đi cái đường này á, hai bên đường cái cây rất là đẹp luôn. Ồ, hồ lén khoai ồ. Cái cây này thì là nó, các bạn nhìn ở đây là ở trong cái trên núi, trên cái rừng, cả nhà, trên rừng ha. Cho chứ lì sư xin liệm tự 2500 tuổi. Đây là cái cây này các bạn, 2500 tuổi, rất là hiếm luôn. Này Khanh, chơi xa men. Làm như nó tét ra làm hai rồi cả nhà ơi. Liệm men cho sư, liệm men sư không không tự. Sư không không tự. À. Ở bây giờ trời mưa nó ù quá cả nhà ơi, mưa đang mưa thì hiện thấy cái cây này lớn quá với mà rất là hiếm luôn, rất là hiếm luôn á. Tớ hiện xuống quay cho cả nhà xem nha. Nhị Khanh, chơi chưa lì. Các bạn thấy là 2500 tuổi. Đây là 2500 tuổi nè cả nhà. Chưa cơ. Cao thì cao là 30 cung sữa. Bề ngang á, bề ngang là 34 ha các bạn. Nhưng mà bây giờ mùa sương quá thì hiền chỉ quay cho cả nhà vậy thôi nha. Nó còn sống ha, cây này vẫn còn sống nha cả nhà. Tha hãy hộ trợ. Giờ hiền lên, bắt đầu lên núi tiếp nha cả nhà. Và chim then và mình vô chi si chỗ lơ. Hiền chào cả nhà, chào các bạn ta cha hầu. Thì bây giờ mấy chị em mình lại cái chỗ này cả nhà. Xuôi phong hụ thì là cái hồ nha cả nhà. Cái này hụ là cái hồ. Hồ dịch ra bằng gì? 刚刚开车在这边，对了，把人放下来，这样子就可以走一圈。 Phong biết mà cái dịch tên gì. Phong Thúy Hồ Phong Thúy. Cái này thì một là Hồ Phong Thúy, còn hai nữa là Phong Thúy Hồ. Phong Thúy Hồ. 先走再说。
Đây là cái bản đồ nè cả nhà. Nè, đi cái này là 2 tiếng rưỡi đồng hồ, ai đi được thì đi, đi tới đâu đây thì tới, đi thì ta đi. Ok, giờ đi không nổi. Cái này à? Thì đi nhiều cứ đi à. Cái này đi là đi quanh lại. Hả? Đi 2 tiếng rưỡi. Hả? Này là đi, nếu ở đây nó có bản đồ đi 2 tiếng rưỡi thôi chị. Ừ. Nếu 2 tiếng rưỡi thì đi nổi thì đi, đi không nổi thì quanh đầu lại nha cả nhà. Giờ mà mình chi chồ khanh khanh nữa cơ, nửng muốn nửng chồ to chịu. Hay là hai người có mày mây chồ và chơi trên chậm. Chơi hai tôi vòng một cái quanh lại mấy người đi không kịp nó quanh làm gì hết luôn. Thì vậy thì chị với vậy, chị với chồng chị đi trước đi. Chồng đi dắt cái hồi quanh lại đó, cái vòng tròn á, nè giống như cái tròn bắt đầu mình này. Mà 2 tiếng mấy này? Thì cái đường này đi vô đường phía trong là cả nhà chơi theo lưu chỗ Shin Shin Demen giờ thì hiện quay chứ thì ở đây thì cũng mấy cây thông nè, thì cái phong cảnh ở trên rừng thôi cả nhà, ở chưa có sư chai xanh xăng từ chưa có ít cơ hữu ở gì qua dùng mấy lại co xó gì hải bụi tư tàu là chứ Shin Shin Demen khanh khanh ho ha. Giờ bắt đầu đi rồi. Chị đi 2 tiếng mấy hả? Thì để cái đó 2 tiếng rưỡi đó. Thì 2 tiếng thấy cũng được thì quýnh lên xe đi à. Hoặc là anh cháu biết chạy mà. Chạy là ngay chỗ nãy rồi đó, chỗ bên nào? Xe đó đó. Đâu có nhớ đâu. Chắc có đường để cho mình lận đó thôi chứ gì đâu đâu. Thôi đâu, ta chạy được à. Chạy được nhưng mà không biết đường nào ngưng. Hả? Ngay chỗ cái bến đầu xe đầu tiên á, vô cái đó. Quên rồi. Thôi chờ chị ra đi cho chắc ăn. Không có bến đầu xe nữa à, có chỗ đầu xe. Mình đó không lấy. Vậy chị đi trước phải không? Vậy đi trước bye bye nha. Bye bye. Giờ chị đi trước cả nhà ơi. Mình đi từ từ tại vì mình có con, mình đi từ từ, chị với chồng chị đi trước. Cái mặt chị đỏ dữ rồi chị Hiền. Ai biết. Y hệt là hai cái bó hồng đánh lên rồi quay lại coi. Mấy mày. Mê à yeah. Trời ơi xấu quá. Hồi xưa nó bay phất phất luôn nè. Xấu quá. Thôi ơi, đi cái tướng nhìn khó coi dữ vậy con. Giờ mà cái mùa xương này cả nhà. U thai to lờ. Trên tờ chơi cơ xanh sang u hình to. Nhìn nhà ở bên đây bây giờ mùa sương rất là nhiều luôn, trên dây u hình to nhìn khanh sắm vô tơ sương, mùa sương lên phủ trên đầu mình ướt luôn, cho mình đội nón lên có nhà bố đánh hủy si hơi cành mau luôn. Trời ơi cả nhà ơi, cho chơi lại tôm mỹ vô rình chỉ vô ngồi mình chị cơ ơi, nếu cái khờ nựng cho chơi lại hỉnh xào rình lại bà. Các bạn nhìn đây, ở dưới nó có một đống cỏ khô rất là đẹp luôn nè các bạn. Ta cho khanh cho chơi vì hỉnh sang xào bơi canh teo luôn, nó có diễn sơ tôm búi giăng tôi nè, có sư u thay to là khanh chinh từ khanh búi xiên sụ. Khanh hình phèo len khởi sư phai trở lại bú phèo len. Nó cứ thấy đẹp nhưng mà quay không đẹp cả nhà ơi. Tại vì nó cứ nhìn không có rõ. Đi. U nhiều lắm. U nhiều lắm. Này Khanh, giám bù thư sư u. Tôi mấy ổ khăn tao xanh lờ. Mấy khăn tao xanh đó, này Khanh. Nhưng mà gần thấy ông mặt trời rồi ngang. Dù thay dạng khởi sư mấy ban phả xu lại. Nó cơ ta cha khanh, nó cơ cả nhà nhìn ở trong đó nó có cỏ cả nhà, không biết cỏ ha sư cây gì nó mọc, nhìn nó y hình là cái con sâu lông luôn, hình sen nó cơ mỏng mỏng sụn như dằn hình thơ bẹ ba chưa bên thấy dụ nó cơ sậu hỗn sơ tờ, bên đó có cái cỏ màu đỏ nữa cả nhà, nhìn rất là ngộ luôn ha. Ở trên đây thì ở trên rừng thì nó muốn mọc cái gì nó mọc, tại vì ở trong đó các bạn thấy là đất nó rất là ướt luôn, nó ủ nè,
这个里面那个头湿湿的，上上因为下雨，所以头才会湿湿的。Mình bây giờ gần tới hồ rồi cả nhà, gần mình lại gần tới cái hồ rồi nè. Mà bây giờ thì không có mưa nhiều, bởi vì cái nó gần cạn nước rồi ha. Chứ mùa sương không là con mấy hồ khăn tao sầm mò. Bây giờ mà qua tao nó có hủ là có sương con mấy hồ khăn tao sầm mò. Chanh chay. À đây chân mấy mùa thì hả? Chanh chay to mấy hồ sủi khăn teo rồi. Hay dù y tín tiền nói gì, hay dù u thay to là tao khăn bố xiên xù rồi. Khăn mấy sầm mò xiên xù xù sầm mò tao khăn tao u nè. Vậy khúc đuôi nữa hả? Có khúc đuôi nữa hả? Thì quấn cái vòng tròn lại ha. Vậy hả? Giờ chung vô khúc đầu à, khúc vậy... đuôi ở bên kia kìa. Vậy là nhờ đi xem khúc đuôi phải không? Mình lái cái xe là nó có chung vô lậu khúc bên nhà nữa là đủ. Ừ, vậy thôi là okay. giờ mình đi. Rông núi các bạn ơi, rông núi. Giờ chưa có quay rông núi, quay hai người đẹp. Hai người đẹp hả? Màu rất đẹp. Ừ, đó. Làm kiểu. Này, nè. Ôi, rông núi rất là thơ vẻ luôn nè. Ừ, có nhiều màu ghê. Nhìn đẹp ha. Nó gì màu đỏ rồi màu cam. Nó có sứ màu xào à? Sứ màu xào. Rông núi. Đâu cái này là không phải rông biển mà là rông núi. Sao sao xào. Anh thơ bé. Thì hiện lại phía sau này cả nhà. Cha chia bên xưa xưa cái hồ mà xơi phong hữu cái hồ hồi nãy hiện chia sẻ cho cả nhà thì ở đây là ở phía sau. Thì ở phía sau thì ở trên cái phía sau nó có đường lên núi nghe. Cái lỗ thi kiểu mà mình phá sang si in tung ở gì. Hãy rồi cái này là cái tên nha, cái tên của cái hồ nước á cả nhà. Mà ở bên đây thì si bên. Ở đây thì hồi nãy mình đi thì tông bên, ở đây thì si bên. Mà bây giờ thì trời nó cũng tối rồi. Thì không có leo lên trên đó nha cả nhà. Tại là ở cái đường này cho người ta đi tập thể dục thôi. Thì vòng vòng á. Cái hồ này thì cũng có cái đường đi với cây cối thôi. Bây giờ hết người rồi cả nhà ơi. Ai cũng về hết rồi. Thì Hiền cũng chia sẻ cái clip mà cái hồ của ở Đài Loan các bạn. Hồ ở Đài Loan thì cũng kết. Ở chỗ này cũng là xưa thai phiển xanh. Ở chai cái hũ này cũng xưa thai phiển xanh hũ nghe cả nhà. Thì Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền ha. Thì và xe ta cha khăn hoành và tờ yên fan. Thì bạn nào mà chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ Hiền ha. Thật sự chân bye bye.